Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Viên, chuyên gia đầu tư tài chính. Câu hỏi của rất là nhiều nhà đầu tư gần đây gửi đến cho tôi là bây giờ anh chị đã đang có khoảng 2-3 tỷ Việt Nam đồng thì đầu tư vào lĩnh vực nào trong thời gian tới có thể tối đa hóa được lợi nhuận. Vâng, ở trong giai đoạn tới thì là có rất là nhiều biến động mạnh, đặc biệt là đầu năm 2019. Những nhà đầu tư cá nhân thì không biết điều này, và chúng tôi làm chuyên sâu, chúng tôi làm chuyên nghiệp, chúng tôi làm toàn thời gian trong hơn 10 năm qua thì chúng tôi nhận ra điều này rất là dễ dàng. Thế vậy là nếu như chúng ta có 2-3 tỷ Việt Nam đồng thì chúng ta đầu tư vào lĩnh vực nào? Bất động sản, cổ phiếu, vàng, ngoại tệ, vân vân, đầu tư kênh nào là hiệu quả? Vâng, chúng ta hãy nhìn qua bức tranh tổng thể của nền kinh tế toàn cầu. Bây giờ đang là cuối năm 2018, đầu năm 2019 thì nhìn về mặt chu kỳ, mang tính chu kỳ 10 năm thì đây là bước vào đoạn điều chỉnh của nền kinh tế. Nếu như anh chị em đầu tư vào cổ phiếu tầm nhìn dài 2-30 năm hoặc 10-15 năm thì đây là một sự lựa chọn rất là thông minh. Có thể tìm những công ty tốt, tìm những tập đoàn tốt, tìm những mã cổ phiếu tiềm năng, chúng ta có thể tìm điểm vào thích hợp để chúng ta đầu tư ở trong năm 2019. Và bất động sản ơi, bất động sản thì 2 năm vừa qua đã làm thị trường rất là nóng rồi, đẩy lên rất là cao, rất là mạnh. Về tầm nhìn dài thì trung bình cứ 5-6 năm thì bất động sản lại có một cái tăng trưởng gần như là tăng 100%. Đó, 5-6 năm lại có một cái tầm nhìn tăng trưởng 100%, thậm chí có những bất động sản tốt thì có thể tăng nhiều hơn thế. Nhưng chúng ta vẫn phải tìm cái điểm vào thị trường. Nếu như nhà đầu tư dài hạn thì đây vẫn là cơ hội. Còn nhà đầu tư ngắn hạn thì hãy coi cảnh giác, bởi vì đây là cái điểm nóng, phát triển rất nóng của thị trường rồi. Còn đầu tư vào kim loại quý, hãy lưu ý điều này. Khi nền kinh tế toàn cầu bước vào nhịp giảm điểm mạnh, điểm sâu thì kim loại quý được hưởng lợi rất là nhiều, bởi vì các quỹ đầu tư, các cái định chế tài chính, các ngân hàng thì họ thường rút một phần tiền của mình trong thị trường tài chính chuyển qua kênh kim loại quý để bảo vệ tài sản. Còn thị trường hàng hóa, nguyên liệu sản xuất thì khi mà nếu mà thị trường kinh tế mà điều chỉnh thì làm cho cái nhu cầu về nguyên liệu sản xuất cũng sẽ giảm và làm cho giá của nó sẽ bị trùng lại, chậm lại. Đấy là bức chúng ta có thể nhìn thông qua bức tranh tổng thể toàn cảnh như vậy. Thế vậy là nếu như anh chị em mà có nguồn tiền khoảng 2-3 tỷ đồng thì hoàn toàn có thể có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu anh chị muốn biết được các sự lựa chọn thông minh hơn, chuyên sâu hơn thì có thể để lại thông tin ở phía dưới video này, gặp Phạm Thành Viên 8 giờ đồng hồ, tôi sẽ chỉ cho bạn chi tiết hơn, cụ thể hơn để bạn làm thế nào để tối đa hóa được lợi nhuận trong khoảng tiền 2-3 tỷ đồng đầu tư của mình trong thời gian tới. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại.